tham gia thi mà. Thích tham gia game show mà. Vì em anh mới đi. Đâu không vì, không vì ai hết. Vì một tương lai biết nấu ăn. Đây lau vẫn bẩn này, giặt cái khăn đi mới lau được chứ. Rửa sạch cái cây này để lau quánh đó. Chai mà không biết nấu ăn, quánh hư hỏng. Ít ra như chồng chị còn biết luộc trứng. Đúng rồi. Okay. Đây muốn làm gì? Thời buổi bây giờ đàn ông phụ nữ người ta bình đẳng, trai gái gì cũng phải biết nấu ăn hết trơn. Con không biết nấu ăn nhưng em biết lau bàn, bếp nè. Đúng rồi. Biết hết, phụ nữ biết gì mình đàn ông mình phải biết nhiều hơn. Sau hôm nay là về biết là có cả tài dọn dẹp nữa. Mình ở nhà không bao giờ dọn dẹp. Hôm sau hôm nay mới biết là có cả tài dọn dẹp nhỉ. Đó, đồ người ta nấu ăn thấy ngon quá vậy. Đây là lần đầu em mới nấu. Tới hai người nói vậy em mới có em không biết nghe. Cái gì vậy? Chịu quá. Ở nhà không bao giờ vô bếp đúng không? Tại sao vậy? Con trai là phải biết nấu ăn đi chưa? Để mới mốt ví dụ mình cưới vợ về những lúc mà vợ mình sinh đẻ không thể nào xuống bếp được thì mình phải nấu ăn cho vợ mình ăn đi chưa? Nghe chưa? Đâu mà sao hành lá cắt sợi cắt khúc kiểu đó. Trời ơi, con vợ tôi hay là con quỷ gì trời? Phải tránh xa xa ra để họ quýnh mình luôn. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Khi chàng vào bên.